Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Mình sáng vào lau mộ cho cậu sớm mà, cô chú anh chị ơi. Đấy, em vòng coi tối nha. Qua mấy anh em 5 giờ về hết rồi. Và có dấu tích, dấu tì gì bộ ngải gì rộng đây không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khô rau lại. Bún hả? Bún cà phê. Bún cà phê sữa. Lấy cái hạt nào cho cái đáy vậy. Cái đáy bình ăn bình. Dạy cái vị ba sao ta. Ly nữa anh hết. Bữa nay anh thích qua ly rồi. Nó đẹp. Nó đẹp khó diễn tả lắm. Em thấy đẹp không? Đẹp. Ly này nó thở nở là thơm dữ lắm chứ bộ. Thơm mà nó đẹp. Nó đẹp. Sáng bàn thờ cậu có hai trái bưởi, hai bình bông ly đồ. Đẹp không? Thôi, lo cái đấy. Cái dĩa trái cây lên phía trước giùm không? Lên phía trước luôn. Để mình bấm. Đây. Đó, trái cây mình để phía trước này nè. Khi mình chụp hình là mình thấy. Nó thấy luôn giữa trái cây giùm mình bông. Sáng có hai bình bông ly, hai trái bưởi. Cái bàn thờ cậu hoành tráng quá. Mâm đồ ăn sáng của cậu. Mình cúng thì nhanh nhưng mà quan trọng là mình bày cái cho nó đẹp á. Cúng đúng không Hải? Đúng rồi. Sao vậy? Dạ, cái bông này được lát để lấy cái kéo mình nhấp sơ nó. Rồi nó mắc đi cái đó là nó sẽ đẹp. Quay ngay cảnh bình minh luôn là nó ngay cái mặt trời nó đặt đi.
ngang cầu coi. Để đây đi. Lớp ngang cầu cái này. Xin kết thúc video của thầy cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của em nha.